cô bé lọ lem. Ngày xưa, có một người đàn ông giàu có, nhưng mà quá vợ sống cùng cô con gái nhỏ. Sau đó vài năm, người đàn ông quá vợ tái hôn. Nhưng người vợ thứ hai của ông ta là một người phụ nữ vô cùng ích kỷ. Bà mẹ kế này chỉ yêu thương và nuông chiều hai cô con gái riêng của mình. Hai cô con gái này lúc nào cũng ghen ghét với cô con gái riêng của người bố. Ba mẹ con họ nhanh chóng trở thành chủ nhân trong gia đình và bắt cô con gái riêng của chồng phải làm tất cả công việc nặng nhọc trong nhà như một người hầu. Cô bé phải lau dọn sàn nhà, rửa chén và tất cả chén đĩa trong nhà, trải giường ngủ và làm tất cả các công việc nặng nhọc khác trong nhà. Hàng ngày cô phải thức khuya dậy sớm. Cô gái đáng thương phải ngủ trên một gác xếp trên tầng mái của ngôi nhà, trên một đống rơm vào mùa đông giá rét. Với những cơn gió tuyết lạnh thổi lùa qua những lỗ hổng trên gác mái và tuyết phủ đầy lên nơi cô bé nằm ngủ, trông hệt như là chiếc chăn lông dịch trắng xóa. Cô phải nằm ngủ nơi giữa đống lửa cháy và bụi bặm của bếp lò trong nhà bếp để chống lại cái lạnh. Vì vậy mà lúc nào quần áo của cô cũng lấm lem vì dính bụi bẩn từ đống tro trong nhà bếp. Hai cô chị kế của cô thường hay cười nhạo gọi cô là lọ lem. Nhưng thực ra là họ ganh tị và họ ghen ghét lọ lem. Vì cho dù lọ lem có vất vả làm việc nhiều đến đâu đi nữa, hay cho dù quần áo của cô có lấm lem vì bụi tro, thì lọ lem trông vẫn xinh đẹp hơn bọn họ rất là nhiều. Vào một ngày nọ, hoàng tử tổ chức một buổi dạ hội và mời tất cả những người sành điệu về thời trang tham gia. Bà mẹ kế và hai cô chị của lọ lem cũng được mời tham gia buổi dạ hội của hoàng tử. Những cô chị kế xấu tính lên kế hoạch chuẩn bị tham gia buổi dạ hội. Bọn họ đặt mua những chiếc áo choàng tinh xảo thời thượng và những bộ tóc giả thời trang. Bọn họ bắt lọ lem phải may chiếc váy bằng những mũi kim tinh xảo, tạo ra chiếc váy dạ hội xếp đi cầu kỳ để bọn họ tham gia buổi dạ hội. Lọ lem phải dùng hơi nước để lại chiếc váy bằng vải nhung và dùng bằng ủi kim loại để lại chiếc váy lụa. Tao sẽ mặc chiếc váy nhung đỏ được thiết kế theo kiểu Pháp, cô em liền trả lời. Còn em sẽ mặc chiếc váy hoa màu vàng có họa tiết hình xúc xắc cùng với chiếc vòng cổ kim cương của em. Đây là chiếc vòng cổ mà những người bình thường không thể nào sở hữu được. Bọn họ tìm đến tiệm làm tóc lớn nhất để tạo kiểu cho bộ tóc giả của họ. Hai chị em đã đến cửa hàng thời trang sang chảnh nhất để đặt may áo choàng mới. Và cuối cùng bọn họ đến cửa hàng mỹ phẩm làm đẹp lớn nhất thành phố để mua những miếng dán nút ruồi giả để dán lên mặt. Còn lọ lem thì phải giúp hai chị em họ tạo kiểu tóc. Bọn họ cố tình nói về buổi dạ hội để trêu tức lọ lem. Họ đã hỏi: mày không tham dự buổi lễ hội do hoàng tử tổ chức đúng không lọ lem? Ồ, mà tao quên mất, tất nhiên là mày không thể tham gia được rồi. Ngoài lọ lem ra, sẽ không ai muốn làm tóc cho hai chị em họ. Có lẽ họ sẽ làm một kiểu tóc thật xấu khi nghe họ nói như vậy. Nhưng lọ lem thì không, vì nàng là một cô nàng hiền lành và tốt bụng. Lọ lem vẫn chăm chú vào việc làm đẹp cho hai chị em họ. Vào ngày buổi dạ hội diễn ra, hai cô chị kế xấu xa mất đến mấy tiếng đồng hồ soi mình trong chiếc gương và không ngừng thán phục về sự xinh đẹp của bọn họ. Vào lúc buổi dạ hội sắp diễn ra, hai chị em họ bước lên cổ xe ngựa và đi đến lâu đài khi trời đã sẩm tối trong sự vội vàng. Lọ lem nhìn theo bọn họ đến khi cổ xe ngựa đi xa khuất, nàng trở về chỗ của mình nơi đống lửa gần bếp. Nàng bắt đầu khóc òa lên. Đột nhiên có tiếng gõ từ cửa sổ và một người phụ nữ lạ mặt xinh đẹp bay vào trong bếp. Bà ấy có một đôi mắt xinh đẹp màu xanh biếc và mặc một chiếc áo choàng dài, trên tay bà cầm một chiếc đũa phép thuật. Bà tiên xinh đẹp hỏi tại sao lọ lem lại khóc. Lọ lem trả lời: con ước mình có thể tham gia buổi lễ hội đêm nay. Lọ lem khóc càng đau lòng hơn. Lọ lem nghẹn ngào đến nỗi không thể cất được tiếng nói nào. Con yêu, con ước ao có thể đến buổi lễ hội đêm nay. Vậy con hãy đi đi. Từ khi con được sinh ra, ta đã là bà tiên đỡ đầu của con. Còn bây giờ, con gái yêu dấu xinh đẹp của ta, con hãy chạy vào vườn và hái một quả bí ngô thật lớn đem vào đây cho ta nhé. Lọ lem nhanh chóng chạy vào vườn và dùng một chiếc đèn lồng để chọn ra quả bí ngô to đẹp nhất trong vườn và mang đến cho bà tiên đỡ đầu xinh đẹp. Bà tiên đỡ đầu lấy trong túi ra một chiếc dao bằng bạc và khoét lỗ rỗng bên trong quả bí ngô. Sau đó bà tiên đỡ đầu vẫy chiếc đũa phép thuật vào quả bí ngô. Ngay lập tức, quả bí ngô biến thành một cỗ xe ngựa sang trọng. Lọ lem đã từng nhìn thấy cỗ xe ngựa khi hai cô chị kế đặt chân bước lên cỗ xe ngựa.
và ngồi trên cỗ xe ngựa đó đi đến vũ hội. Một cỗ xe ngựa sang chảnh thời thượng. Cỗ xe ngựa ngay trước mắt nàng bây giờ không giống như vậy nữa. Cả cỗ xe ngựa được đát vàng giống như màu của quả bí ngô. Sau đó bà tiên nở đầu, bảo Lọ Lem hãy mang cái bẫy chuột trong phòng ăn lại. Trong đó có 6 con chuột sống. Bà tiên đỡ đầu bảo Lọ Lem hãy mở nắp bẫy chuột lên và để từng chú chuột bò ra khỏi bẫy. Bà tiên đỡ đầu dạy chiếc đũa phép thuật lên chúng và biến chúng thành 6 chú ngựa kéo xe với những chiếc bờm dài và bóng khỏe. Bọn chúng được gắn vào trước cổ xe ngựa với đồ hình 6 chú ngựa kéo xe to khỏe. Với bộ lông màu xám tro xinh đẹp, bà tiên đỡ đầu nói: chúng ta vẫn cần phải có người đánh xe con gái à. Con có sáng kiến gì không? Còn một cái bẫy chuột trong nhà kho. Con sẽ vào xem trong đó có con chuột nào không. Chúng ta có thể biến nó thành người đánh xe. Lò Lem mang cái bẫy chuột ra ngoài. Họ thấy bên trong có một chú chuột to khỏe với một bộ râu hoành tráng. Cô thể biến chú chuột này thành người đánh xe có khuôn mặt vui nhộn với một bộ râu mép hài hước trên mặt của anh ta. Bà tiên đỡ đầu nói với Lọ Lem: con hãy quay trở lại vườn lần nữa và kiếm cho ta 6 con thằng lang ở phía sau cái bình tưới nước và mang chúng lại đây cho ta. Lọ Lem nhanh chóng làm xong. Sau đó bà tiên đỡ đầu biến chúng thành 6 người lính hầu mặc chế phục và bọn họ được xếp đứng phía sau cổ xe ngựa. Họ sẽ được đeo vải bịt miệng thật chắc để đảm bảo là họ sẽ không gây rắc rối trong suốt buổi dạ hội. Sau đó bà tiên đỡ đầu hỏi Lọ Lem đã hài lòng với mọi thứ chưa. Dạ vâng, nhưng làm sao con có thể đến buổi lễ hội với chiếc váy cũ kỹ này ạ? Bà tiên đỡ đầu dạy chiếc đũa phép thuật vào Lọ Lem, biến chiếc váy của nàng đang mặc thành chiếc áo choàng xạ hương của Ấn Độ với họa tiết hình thiên nga và được đính ngọc trai ống ánh, lung linh lấp lánh như đêm mùa hè. Trên đầu của nàng đội dương miệng và cài qua, và ngón tay đeo nhẫn vàng đính đá quý. Cuối cùng, bà tiên đỡ đầu biến chiếc giày cũ kỹ trên chân Lọ Lem thành chiếc giày thiên nga bằng thủy tinh lấp lánh xinh đẹp. Khi Lọ Lem chuẩn bị bước lên cổ xe ngựa để đi đến lâu đài, bà tiên đỡ đầu gọi Lọ Lem lại và căn dặn: con gái xinh đẹp của ta, đừng quên con phải quay về trước lúc nửa đêm nhé. Nếu con ở lại lâu hơn, cỗ xe ngựa sẽ trở lại thành quả bí ngô. Ngựa, người đánh xe, lính hầu và váy của con sẽ biến trở về hình dạng như lúc ban đầu. Lọ Lem hứa sẽ quay trở lại vào lúc trước 12 giờ đêm. Sau đó Lọ Lem đi đến lâu đài với tất cả niềm vui sướng. Khi mọi người thấy Lọ Lem bước ra từ cổ xe ngựa, hoàng tử và tất cả các chủ công choáng ngợp và tràn đầy sự ngưỡng mộ. Các bá tước và quý bà dừng nhảy và các nhạc công dừng chơi nhạc để thưởng thức và ca ngợi vẻ đẹp của Lọ Lem. Sau đó, Lọ Lem nhảy cùng chàng và nhạc công lại chơi nhạc và vũ hội tiếp tục diễn ra. Và buổi dạ hội tiếp tục diễn ra. Âm nhạc lúc ấy là âm thanh vang lên ngọt ngào nhất. Nhà vua, hoàng hậu và mọi người có mặt ở đó ca ngợi vẻ đẹp của Lọ Lem và tán thưởng những bước nhảy duyên dáng của nàng. Hoàng tử không rời nàng nửa bước. Bọn họ cùng khiêu vũ và trò chuyện cho đến khi buổi dạ hội kết thúc. Trong mắt họ dường như chỉ có đối phương. Vì vậy, nhất thời Lọ Lem quên mất lời dặn của bà tiên đỡ đầu. Khi đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ, Lọ Lem liền hoảng hốt và chạy thật nhanh ra khỏi tòa lâu đài. Hoàng tử chạy theo sau Lọ Lem, nhưng mà không đuổi kịp nàng. Khi Lọ Lem chạy xuống cầu thang, thì một chiếc giày thủy tinh tuột ra khỏi chân của nàng. Hoàng tử nhặt lại chiếc giày đó và giữ lại. Người hộ vệ hỏi người lính gác cổng là có thấy một cô công chúa xinh đẹp nào chạy ra ngoài cổng hay không. Bọn họ bảo không thấy ai ngoại trừ một cô gái trẻ, dáng vẻ trông giống như là một cô hầu bếp hay cô chị kế sau khi quay về từ buổi dạ hội. Bọn họ nói với Lọ Lem rằng hoàng tử dường như đã trúng tiếng sét ái tình với một cô công chúa biến mất bí ẩn trong vũ hội.
Hoàng tử không biết gì về cô gái đó ngoài trừ chiếc giày thủy tinh mà nàng đã đánh rơi vào đêm đó. Hoàng tử ra lệnh đặt chiếc giày thủy tinh trên miếng đệm bằng lụa và được đem đi qua các ngõ ngách trong thành phố. Hoàng tử ra chiếu thư là chàng sẽ kết hôn với cô gái nào mang vừa chiếc giày thủy tinh này. Những cô gái trẻ chưa lấy chồng đều cố gắng mang thử chiếc giày, bắt đầu từ công chúa và các nữ bá tước. Đến được hai chị em kế của lò lem mở cửa chào đón sứ giả của hoàng gia, người chị kế lớn mang thử chiếc giày vào chân. Nhưng mà cho dù cô ta có cố gắng nhét vào cũng không vừa chân của cô ta, vì chân cô ta quá to so với chiếc giày. Vì muốn trở thành vợ của hoàng tử, cô lấy chiếc kéo cắt phăng những ngón chân to khô kịch của mình đi để vừa cho đôi giày. Nhưng sứ giả nhìn thấy máu chảy ra từ trong chiếc giày thủy tinh liền loại bỏ cô ta. Sau đó đến lượt cô em kế thứ hai mang thử đôi giày, nhưng mà lần này gót chân của cô em quá là to, vì vậy cô em đã dùng con dao làm bếp để cắt bỏ bớt phần gót chân thô to của mình cho vừa với chiếc giày. Tuy nhiên bước đi lại khập khiễng nên sứ giả đã phát hiện ra sự gian dối của cô ta, và cô em kế cũng không được lựa chọn. Sau đó lọ lem cười và nói: "Hãy để tôi mang thử chiếc giày này đi." Mặc cho sự ngăn cản của hai chị em kế xấu xa, sứ giả quỳ xuống ướm vào chiếc giày vào chân của lọ lem. Thật là kỳ diệu, nó vừa khít với chân của cô. Sau đó lọ lem lấy ra một chiếc còn lại và mang nó vào cái chân kia của mình. Bà tiên đỡ đầu xuất hiện và làm phép biến quần áo của lọ lem đang mặc thành chiếc váy lộng lẫy xinh đẹp hơn hết thảy. Hai cô chị em kế nhận ra lọ lem chính là cô gái xinh đẹp trong buổi dạ hội buổi tối hôm đó, và nhìn lại đôi chân của bọn họ. Họ đã cầu xin lọ lem tha thứ và chữa trị đôi chân của bọn họ. Lọ lem thuốc bụng, hôn họ và tha thứ cho hai chị em gái của mình. Nếu bọn họ xem lọ lem như em gái ruột của mình, từ bây giờ trở đi họ hứa sẽ đối xử tốt với lọ lem. Điều này khiến hoàng tử thấy lọ lem là một cô gái tốt bụng. Vài ngày sau đó họ tổ chức hôn lễ. Lọ lem là cô gái xinh đẹp và hiền lành tốt bụng, cũng đã giúp cho chị em kế của mình tìm được những người đàn ông tốt bụng để kết hôn với họ, là những người giàu có và tử tế. Và sau đó lọ lem cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.